chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Mình là Lương Duyên, đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn trò chuyện về câu chuyện của chị Phạm Nga có gửi câu chuyện về tình hình tài chính về cho chương trình. Chị Nga có chia sẻ đó là: chào các bạn, mình năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình và có một bé 3 tuổi. Hai vợ chồng mình đi làm, có tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 25 triệu trên một tháng. Chắc các bạn cũng biết, 25 triệu trên một tháng cho 3 người không phải là nhiều khi sống ở Hà Nội. Vậy nên, vấn đề ở đây đó là về tài chính. Về việc tăng thêm thu nhập thật sự là vấn đề rất đau đầu của hai vợ chồng mình. Nhiều đêm hai vợ chồng cũng bàn nhau suy nghĩ nên kinh doanh thêm gì. Nhưng do cả hai vợ chồng đều đi làm kinh doanh, không thể đảm bảo về mặt thời gian và nguồn vốn cũng không đủ nhiều để có thể mở cửa hàng. Do vậy, mình hy vọng là các chuyên gia và các bạn có thể cho mình lời khuyên để mình có thể gia tăng được thu nhập. Mình thật sự rất là bế tắc, đôi khi cũng cảm thấy chạy lòng vì cảm thấy bản thân thật kém cỏi khi thấy những người bằng tuổi mình đã có đầy đủ biệt thự, xe hơi. Còn bản thân mình thì cứ loay hoay với suy nghĩ làm sao để kiếm tiền mà nghĩ mãi vẫn không ra. Cảm ơn chị Nga đã chia sẻ câu chuyện về tình hình tài chính gia đình mình cho chương trình. Trước tiên thì chị Nga có chia sẻ đó là tổng thu nhập của gia đình đang là 25 triệu và đó không phải là nhiều và chị cũng không quá dư giả. Với thu nhập hiện tại thì chị Nga cảm thấy là chưa đủ dư giả. Chính vì vậy mà chị Nga đang muốn tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình mình. Để tăng thêm nguồn thu nhập thì không phải là thiếu cách. Chị Nga có thể tìm kiếm thêm một công việc tay trái để mình có thể làm. Nhưng tuy nhiên là chị Nga có chia sẻ đó là hai vợ chồng cùng làm kinh doanh và không thể đảm bảo được về mặt thời gian và vốn cũng không đủ nhiều để có thể là mở cửa hàng để kinh doanh riêng. Chính vì vậy mà để tăng cái nguồn thu nhập thụ động của chị và lựa chọn đến hình thức đầu tư có lẽ là một sự lựa chọn rất là phù hợp. Và để mà đầu tư được thì trước tiên chị Nga phải xây dựng cho mình cái kế hoạch tài chính. Vậy thì kế hoạch tài chính ở đây là gì? Ở VN Direct thì xây dựng kế hoạch tài chính thì gồm có 6 bước. Bước thứ nhất đó là chị Nga phải xác định được mục tiêu trong tài chính của mình là gì. Để bắt đầu hành trình tài chính với việc làm rõ điểm đến, khi mà chị có được cái mục tiêu trong tài chính thì chị sẽ tìm ra được con đường và đi được con đường đúng và ngắn nhất để hướng tới cái mục tiêu trong tài chính đó của mình. Có rất là nhiều người khi mà tiết kiệm và đầu tư tiền xong rồi cuối cùng không có mục tiêu cụ thể và không biết làm gì, không biết đầu tư kiếm tiền rồi cuối cùng tiền đó sẽ dùng làm gì. Bước thứ hai đó là bước thu thập những thông tin và nhận diện tình hình tài chính hiện tại. Đây là bước để giúp chị Nga có thể nhanh chóng tiến gần hơn với việc xây dựng các nền tảng trong tài chính. Về việc nhận diện tình hình tài chính hiện tại là bước rất quan trọng. Nhận diện ở đây đó là xem tình hình tài chính của mình như vậy đã ổn chưa, về tình hình thu chi hàng tháng của mình như thế nào, tiết kiệm hàng tháng của mình đã hợp lý chưa. Mặc dù là có thể những thông tin này chị có thể biết nhưng chưa bao giờ ghi ra, và khi mà chị ghi ra thu thập đầy đủ thông tin thì chị sẽ biết được là mình sẽ nên điều chỉnh những vấn đề gì trong cái tình hình tài chính hiện tại của mình. Và bước thứ ba đó là bước mà chị lập kế hoạch tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo ở đây thì gồm có đó là tài sản thanh toán hay còn gọi là tài sản phòng vệ và kế hoạch bảo hiểm. Lập kế hoạch tài chính thì đòi hỏi phải có những giải pháp thay thế. Với rất nhiều những cái biến số khác nhau thì có thể xem xét về kế hoạch mà mình cần phát triển và sự linh hoạt để theo nhu cầu nhưng vẫn nằm trong cái khả năng tài chính và khẩu vị rủi ro của mình. Kế hoạch tài sản phòng vệ hay là thanh toán nhanh thì giúp cho những lúc mà mình gặp những cái chuyện bất ngờ và cần đến tiền thì khi đó mình có một khoản để có thể chi ra và không ảnh hưởng đến những kế hoạch đầu tư riêng của mình. Về kế hoạch tài sản phòng vệ hay tài sản thanh toán nhanh này thì chị có thể xây dựng cho mình khoảng từ 3 đến 6 tháng chi tiêu hoặc nhiều hơn. Thứ hai đó là về kế hoạch bảo hiểm thì chắc chắn rồi, kế hoạch bảo hiểm sẽ đảm bảo cho chính sức khỏe của chúng ta. Có sức khỏe là có tất cả, chính vì vậy mà khi mà chúng ta có cái kế hoạch bảo hiểm rồi, ví dụ như ốm thì mình cũng có cái nguồn để chi trả cho cái vấn đề sức khỏe của mình. Và bước thứ tư đó là bước mà chị lập kế hoạch hưu trí. Đây là kế hoạch để khi mà chị về già, chị sẽ không phải lo lắng là sẽ phải phụ thuộc vào con cái hay bất kỳ ai, không lo là sẽ trở thành gánh nặng của người khác, và khi đó thì mình sẽ có tự do để tận hưởng cuộc sống, tự do
đi đây đi đó. Và bước thứ 5, đó là bước đầu tư. Đây là bước mà sẽ có thể tăng thêm nguồn thu nhập cho chị, hay là đầu tư theo mục tiêu. Ví dụ như chị có mục tiêu muốn mua nhà, mua xe, thì đây là bước để tăng thêm nguồn thu nhập thụ động để mình đáp ứng những cái mục tiêu trong tài chính của mình. Và để đầu tư được thì có một điều chắc chắn là chị phải tăng thêm kiến thức để đầu tư và xác định được cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình là gì, mình đầu tư trong thời gian bao lâu. Khi chị có đầy đủ kiến thức, xác định cái điều thực sự mong muốn trong đầu tư của mình và thời gian đầu tư, thì khi đó mình sẽ tránh được rất nhiều những rủi ro. Và đầu tư thì có rất là nhiều những kênh đầu tư để chị có thể lựa chọn, đó là đầu tư vào bất động sản, đầu tư vàng, đầu tư vào trái phiếu, đầu tư vào cổ phiếu hay đầu tư vào chứng chỉ quỹ. Có rất là nhiều hình thức để mình đầu tư. Tuy nhiên thì với thời điểm hiện tại, chị chưa có nhiều kiến thức đầu tư, và để có thể tiết kiệm được thời gian và tích lũy kiến thức thì chị có thể tham khảo đến hình thức đầu tư sang trái phiếu hay chứng chỉ quỹ. Và đầu tư sang chứng chỉ quỹ và đầu tư sang các quỹ đầu tư, đây là hình thức mà các chuyên gia đã có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường có thể đầu tư giúp chị. Nhưng thông qua đó thì chị cũng có thể học được những chiến lược đầu tư, cách thức đầu tư mà các chuyên gia đang đầu tư cho chị. Đây là một cách để chị có thể tích lũy và nâng cao kiến thức đầu tư của mình một cách nhanh chóng. Và bước thứ 6 là bước cuối cùng, đó là thực hiện kế hoạch và giám sát điều chỉnh kế hoạch. Đây là bước rất quan trọng, vì sau khi kế hoạch của mình thực hiện được một thời gian, hay là hàng tháng, mình phải xem lại kế hoạch của mình đã thực hiện được điều gì tốt, điều gì chưa tốt, và điều chỉnh được điều gì trong kế hoạch để thời gian sau đó kế hoạch của mình sẽ ngày càng tốt hơn và ngày càng được cải thiện. Và cái bước để mình có thể giữ được kỷ luật trong việc lập kế hoạch tài chính hay là xem xét lại kế hoạch tài chính của mình đã lập ra là một điều mà không phải dễ dàng. Và để lên được một kế hoạch cụ thể thì chị có thể nhờ đến một người coach hay sử dụng tới dịch vụ Financial Health Coaching của VnDirect để có thể có người đồng hành với chị, giúp chị trong quá trình thực hiện và xây dựng được sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn chị Nga đã gửi câu chuyện tài chính của gia đình mình về cho chương trình Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Rất mong những thông tin này có thể mang lại giá trị cho tình hình tài chính để có thể cải thiện được mức thu nhập trong tài chính của gia đình chị. Các bạn có thể gửi câu chuyện tài chính của mình và gia đình mình về cho chương trình thông qua cộng đồng Đầu tư Thông minh Tự do Tài chính để được các chuyên gia của VnDirect giải đáp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại vào 9 giờ tối thứ 2 tuần sau.